Đây là một trong các kiến thức hay và một trong các cái chiến lược, một trong các cái cách để nghiên cứu tìm kiếm các cái chủ đề kiếm tiền YouTube năm 2023 hiệu quả. Mà Duy và muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta đang theo dõi nội dung video này. Và mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung video. Và vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn, chúng ta đến kênh YouTube Duy KT và hôm nay Duy KT muốn chia sẻ với chúng ta cái cách để chúng ta có thể xác định ra các cái xu hướng tìm kiếm và xây dựng các cái chiến lược kế hoạch kiếm tiền YouTube năm 2023 thông qua cái xu hướng tìm kiếm nổi bật mà thời điểm hiện tại Google đã công khai những cái xu hướng tìm kiếm hàng đầu trong năm 2022 và năm nào cũng như vậy không chỉ với năm 2022 thì năm nào cũng có những cái à, cụ thể chi tiết của các cái năm về các xu hướng tìm kiếm từ các cái xu hướng tìm kiếm đấy chúng ta có thể biết được rằng với cái năm sắp tới thì chúng ta sẽ định hướng xây dựng các chủ đề như thế nào và hôm nay dù cát sẽ chia sẻ chúng ta cái kiến thức đó và bây giờ chúng ta đang nhìn trên màn hình đây với cái xu hướng khám phá năm 2022. Thì chúng ta thấy rằng đây là một trong cái xu hướng tìm kiếm thịnh hành mà Google đã công khai không chỉ với Việt Nam mà còn rất nhiều các quốc gia khác. Khi anh chị các bạn chúng ta muốn tìm kiếm các cái quốc gia cụ thể, chúng ta muốn xây dựng chủ đề trên YouTube kiếm tiền trên quốc gia đó thì chúng ta có thể nghiên cứu cái quốc gia đó để chúng ta có cái chiến lược và xây dựng các nơi nội dung và ở đây thì để có thể cho chúng ta dễ hiểu cũng như hiểu cái cách để chúng ta nghiên cứu các chủ đề thì duy sẽ chia sẻ với thị trường của việt nam ở đây chúng ta đang nhìn thấy cái xu hướng tìm kiếm thịnh hành trong năm 2022 tại việt nam gồm rất nhiều các cái chủ đề các cái danh mục và có rất nhiều các ý tưởng để chúng ta có thể thấy và những cái vấn đề đó như là liên quan về xu hướng tìm kiếm nổi bật này với những cái vấn đề về thời sự nhỉ những vấn đề về thể thao này những vấn đề về các cái nhân vật nổi tiếng này, hay nội dung về vấn đề của các cái chủ đề ngách đi học online này, game online này, hay những cái vấn đề về các cái bộ phim rồi các chủ đề về du lịch, hay những các cái công thức nấu ăn, cách làm hay những cái câu hỏi là gì, tại sao, rồi là ở đâu, rồi là gần đây như thế nào thì đây là một trong những cái nội dung mà những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Có thể đến cái đoạn này có khá là nhiều các bạn chúng ta cũng chưa biết là xác định chủ đề để kiếm tiền YouTube năm 2023 là gì thì duy sẽ bật mí ngay cho các anh chị các bạn ngay sau đây đó là khi chúng ta nhìn thấy rằng là trên youtube mỗi người sẽ có một thế mạnh mỗi người sẽ có một cái cách đi vào chủ đề là khác nhau nếu như các bạn mà quan tâm các cái vấn đề về thể thao chắc chắn rằng các bạn sẽ biết rằng là bây giờ chúng ta sẽ khai thác những cái nội dung gì cho năm 2023 ví dụ các bạn có thể thấy đây xu hướng tươi liên quan về chủ đề thể thao hiện tại đang xu hướng tìm kiếm của world cup xu hướng tìm kiếm của các cái lịch đấu của U23 châu Á, xu hướng tìm kiếm của ngoại hành Anh, xu hướng tìm kiếm của C1, xu hướng tìm kiếm của SEA Games. Và đó chính là cái chiến lược mà khi các bạn xây dựng các cái chủ đề năm 2023 với chủ đề thể thao thì chắc chắn những bạn nào các bạn muốn tổng hợp, các bạn muốn à, có những cái nội dung chia sẻ về các cái hướng đi đó hay các bạn lựa chọn ra cái cách ngách đi của các cái nội dung thể thao của mỗi cái chủ đề này, các bạn có thể đi theo các cái thiên hướng đó. Để các bạn đào sâu vào các nội dung đấy, xem xem với năm 2022 có cái điều gì. Rồi là xem xem năm 2023 thì có những cái nứa thế hệ của thể thao như thế nào. Rồi xem xem rằng với năm 2023 thì có sự thay đổi gì với lại cái vấn đề mà trên toàn cầu nói chung và với Việt Nam nói riêng. Và đó là những cái ngách đi để chúng ta có thể biết cách tìm kiếm các cái tư liệu xây dựng các cái nội dung. Và không chỉ với cái ngách đi thể thao đó mà còn rất nhiều các ngách đi khác thì bạn thấy là gì? Với những cái dạng chủ đề này, các bạn cũng có thể đi theo những cái nhân vật trong showbiz, những nhân vật nổi tiếng, đó cũng là một cách đi kiếm tiền rất tốt trên nền tảng YouTube, bởi vì họ rất là thích hay tìm kiếm những cái sự tò mò và đó là một cái điều mà các bạn có thể thấy. Và tương tự như vậy, những cái vấn đề liên quan về online, học online, chơi game online thì bạn thấy là gì? Có rất là nhiều những cái nội dung mà trong năm 2022 nói riêng và các cái năm À, sắp tới nói chung là gì bạn thấy là để cái xu hướng của vấn đề về uh, xây dựng chuyển đổi số hay là học tập trên online hay chơi các cái trò chơi hay giải trí trên online sẽ rất nhiều thì bạn thấy là gì xem xem các cái ví dụ như các cái loại game online này thì những cái loại game nào nó sẽ là một cái xu hướng có mấy sự phát triển trong năm 2023 để bạn có định hướng nghiên cứu về chủ đề đó và khai thác nó thì đó bạn thấy không, có khá là nhiều các cái hướng đi tốt Tương tự như vậy, những cái bạn nào mà thiên hướng thiên à, hướng theo các cái chủ đề liên quan về review, những chủ đề mà liên quan về các cái bộ phim thì chắc chắn rồi. Các bạn sẽ có cái sự tổng hợp về các cái top phim, các bạn có những cái hướng đi để có sự có cái chiến lược về review phim mà như các bạn có xem trên rất là nhiều các cái nền tảng xã hội đó, có rất là nhiều các cái bộ phim đã rất cũ từ ngày xưa cho đến nay rồi, nhưng họ vẫn có cái cách tóm tắt bộ phim đó, có thể là 5 phút, 10 phút hoặc 20 phút và rất nhiều các cái nội dung đó hút người xem và tương tự như vậy những cái vấn đề những cái chủ đề liên quan về du lịch những bạn nào mà đam mê những chủ đề đó thì chắc chắn bạn sẽ biết rằng địa điểm nào sẽ là địa điểm mà các bạn sẽ hướng tới địa điểm nào sẽ là cái địa điểm mà các bạn sẽ khai thác liên quan về cái vấn đề chủ đề về du lịch cũng bên cạnh đó là nó cũng là một cái hướng đi tốt dành cho những bạn nào mà thời điểm hiện tại kết hợp giữa cái việc mà cả xây dựng về kinh doanh bán hàng thương hiệu hay xây dựng các cái mô típ chủ đề để có thể xây dựng trên online, rồi trên là xây dựng chuyển đổi các cái doanh nghiệp của mình, thương hiệu của mình lên trên online thì chắc chắn rằng là đó cũng là một định hướng tốt để bạn nhìn thấy ở giữa đây. Có những cái câu hỏi mà thời điểm hiện tại những người tìm kiếm trên online họ thường xuyên đặt ra các cái câu hỏi đó chính là là gì, tại sao, ở đâu, rồi là gần đây như thế nào để họ tìm kiếm tới doanh nghiệp của bạn, tìm kiếm tới cái vấn đề của bạn đang chia sẻ, tìm kiếm các cái nội dung mà các bạn đang nói và rồi hỏi đáp những cái câu hỏi mà họ chưa tìm thấy cái câu trả lời thì đấy cũng là một cái định hướng tốt để các bạn có thể lựa chọn và đây nó giống như là một cái nguyên tắc của cái mô típ trong vấn đề về xây dựng các nội dung content trên uh, uh, YouTube nói riêng và trên online nói chung theo công thức đó là năm why và một how, chắc chắn ở đây có bao nhiêu bạn biết được cái công thức này và từ cái công thức đó bạn thấy là gì đấy là chính là cái cách để chúng ta xây dựng các cái chủ đề ở trên này nó là những cái ý tưởng để các bạn có thể thấy được rằng đó là những cái công thức bạn biết được các cái công thức đó bạn sẽ có cái hướng đi để bạn xây dựng nó ví dụ cụ thể như bạn đang nhìn trên đây với công thức món ăn hay cái chủ đề liên quan về cách làm vấn đề về cách làm này nó sẽ có rất là nhiều các cách để đấy không chỉ với các chủ đề hiện người ta tìm kiếm ở đây bạn thấy là cái công thức của với đây là cái từ khóa cách làm cộng từ khóa đấy là một cái hướng đi tốt để các bạn có thể có cái khuynh hướng chiến lược xây dựng nó và tương tự như vậy như duy vừa nói đó là những anh chị các bạn xây dựng các cái chủ đề trên Uh, trên uh, online nói chung và trên YouTube nói riêng thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân chúng ta đang muốn xây dựng các cái nội dung công ty của chúng ta và chúng ta đang muốn đưa tới người dùng biết được công ty của chúng ta đang chuyển đổi số chuyển đổi các cái vấn đề đưa lên trên online thì chắc chắn với cái công thức 5 y một h nó sẽ là một trong các ý tưởng để chúng ta lựa trên đây chúng ta xây dựng và đó đấy là những cái vấn đề mà chúng ta có thể thấy tương tự như vậy những cái quốc gia khác như Duy có chia sẻ chúng ta muốn hướng tới cái quốc gia nào đó các anh chị các bạn có thể lựa chọn cái quốc gia đó ví dụ ở đây duy chọn hoa kỳ chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết ngay là gì ở trên này nó có sẽ có cái xu hướng như thế nào người ta tìm kiếm ra sao để chúng ta có cái chiến lược nghiên cứu về nó và có cái chiến lược để những cái bạn nào mà muốn hướng tới các thị trường nước ngoài và muốn hướng tới cái khuynh hướng để chúng ta đi nâu đi dài đi bền thì chắc chắn đấy cũng là một trong các gợi ý khá là tuyệt vời để các bạn có thể lựa chọn và từ đó bạn thấy là gì? Cái xu hướng tìm kiếm thịnh hành này nó sẽ là một trong những cái ý tưởng, một trong những cách gợi ý để cho các bạn có thể khai thác và xây dựng cho cái kênh YouTube của bạn, xây dựng cho hệ thống online của bạn, xây dựng, phát triển, thịnh vượng, thành công trong năm 2023. Và đó là một trong các cái nội dung mà Duy -tê muốn chia sẻ cho anh chị các bạn. Và bên cạnh đó những cái vấn đề liên quan về cách tìm kiếm chủ đề, những vấn đề liên quan về cách khai thác chủ đề thì Duy BKT đã có khá là nhiều các cái video chia sẻ Các bạn có thể xem trong cái danh sách phát mà Duy có chia sẻ trên kênh cho chúng ta đó là cách tìm kiếm chủ đề làm Youtube Ở đây đã có những cái video Duy đã để trên đây, các bạn có thể tận dụng ra các cái nội dung video đó, các bạn nghiên cứu thông qua Google Trend, thông qua công cụ uh, tìm kiếm thông qua cái cách để chúng ta soi các kênh cùng chủ đề, soi các cái kênh đối thủ để xác định ra cái thiên hướng kiếm tiền của chúng ta. Và đó là những cái điều mà ở video này Duy muốn uh, chia sẻ cái kinh nghiệm đấy cho các bạn. Và vâng trên đó là cái nội dung mà Duy BKT muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta là như vậy. Và hy vọng rằng cái kinh nghiệm này đã giúp cho chúng ta định hướng ra cái chiến lược xây dựng phát triển trên YouTube cũng như cái cách để chúng ta có thể có một cái chiến lược kế hoạch tốt cho năm 2023.